Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Bản tin 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Ba cho biết Trung Quốc đang bước vào mùa mưa lũ lớn với việc gần 80 con sông đã vượt quá mức nước cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc, mưa ở một số khu vực thuộc miền Trung và miền Nam của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Mặc dù lượng mưa tổng thể năm nay thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái, Bộ này cho biết mực nước trên sông Dương Tử, các nhánh của sông này dự kiến sẽ tăng nữa trong tuần tới và cảnh báo về những trận lũ lụt lớn trên khắp cả nước từ tháng này đến tháng 8. Một số trạm quan trắc đang đưa ra cảnh báo với mực nước đoạn sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc cao hơn bình thường gần 3 mét so với thời điểm này trong năm do mưa lớn ở thượng nguồn. Mùa hè năm ngoái, lượng mưa đã đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961, gây nên cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ lên gần mức tối đa. Trong suốt năm ngoái, lượng mưa trên toàn quốc ở mức gần 1.000 mm, cao hơn 20,3% so với mức trung bình và tăng 10,6% so với một năm trước đó. Với lượng mưa tăng gấp đôi ở một số khu vực miền Trung và miền Đông Bắc của Trung Quốc, hôm Chủ nhật, một trận mưa đá bất ngờ tấn công dữ dội. Mưa đóng băng và gió mạnh bất ngờ đã làm cho các vận động viên bị thiệt mạng trong một cuộc đua siêu việt dã ở phía Tây Bắc của Trung Quốc. Trong tháng này, một cơn lốc xoáy đã ập vào Vũ Hán và một cơn lốc xoáy khác ập vào tỉnh Giang Tô ven biển phía Đông, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Kính thưa quý vị, hiện tại lũ lụt ở thượng nguồn sông Trường Giang đang đổ dồn về hạ lưu, đỉnh lũ đã bắt đầu đổ vào hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lên đến 76.000 m3 trên giây. Hôm thứ Sáu, đập Tam Hiệp đã phải mở 13 cửa xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử. Lưu lượng xả là 53.200 m3 trên giây. Đó một ngày, đỉnh lũ số 3 trên sông Trường Giang và trận lũ số 1 trên sông Gia Lăng đã đồng loạt đi qua khu đô thị chính của Trùng Khánh. Đây là trận lũ lụt lớn nhất mà Trùng Khánh gặp phải trong 2 thập niên qua và đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Triều Thiên Môn, Hồng Nhai Động và Từ Khí Khẩu đã bị ngập lụt. Đêm hôm thứ Năm, Trùng Khánh đã đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả cư dân cư trú từ tầng 3 trở xuống trong khu vực phố cổ phải đi sơ tán. Cục Thủy lợi Trùng Khánh đưa ra thông báo lũ, cho biết mực nước cao nhất sẽ xuất hiện trên đoạn sông Trường Giang đi qua Trùng Khánh vào thứ Sáu. Thưa quý vị, vài ngày trước mưa lớn cũng đã đổ xuống thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, khiến thành phố này bị ngập úng nghiêm trọng. Lũ lụt tràn và nuốt chửng nhiều tàu bè. Báo động phòng chống lũ lụt cục bộ đã được phát ra và công tác ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3 đã được thực hiện. Theo báo cáo của kênh truyền thông ở đại lục, từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 14 giờ ngày thứ Ba, thành phố Ba Trung đã phải hứng chịu một trận mưa lớn, có 220 trạm trong thành phố có lượng mưa trên 70 mm, 131 trạm trên 125 mm và 5 trạm vượt quá 310 mm. Mưa lớn tiếp tục kéo dài đến đêm ngày thứ Ba. Cục Thủy lợi địa phương đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam đối với lũ lụt, cho biết ảnh hưởng của lượng mưa lớn ở nguồn nước thượng nguồn. Mực nước của nhiều đoạn sông khác nhau trong thành phố đã tăng lên đến các mức độ khác nhau. Hơn nữa, phần lớn các đoạn sông đều duy trì xu hướng tăng lên. Có một số đoạn sông đã tiến gần đến mực nước cảnh báo. Một video lan truyền trên Internet cho thấy dòng sông ở huyện Thông Giang dâng cao dữ dội, nước bùn màu vàng tràn bờ và làm ngập nhiều tòa nhà cao tầng. Những chiếc xe đậu trên đường giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương, chỉ có thể trôi theo dòng nước. Trong huyện còn xuất hiện nước lũ cuốn, cả những tảng đá lớn đổ xuống lòng đường, nhiều người bị mắc kẹt trên nóc ô tô, trên các hòn đảo bị cô lập và nhiều tình cảnh nguy hiểm khác. Một đoạn video khác được đưa ra vào chiều thứ Ba cho thấy gần đập nước ở trạm điện Tam Giang ở quận Ba Châu, dòng nước lũ dữ dội đã cuốn qua một con đập, tạo thành một thác nước chảy xiết với độ cao hơn 11 mét. Nhiều tàu cao tốc và tàu thủy đã bị cuốn xuống thác nước này và ngay lập tức bị nuốt chửng bởi những con sóng khổng lồ ở bên dưới, khiến cho người quay phim phải thốt lên. Ngoài ra, nhiều đoạn đường cao tốc ở Ba Quảng Du như Mã Yên và Đại Dần đã bị ngập úng nghiêm trọng. Tuyến Bắc Hoàn ở quận Ba Châu và nối xa Khê Bá ở huyện Nam Giang đã bị sạt lở khiến cho giao thông bị gián đoạn. Nhiều cây cầu ở thị trấn Ngư Khê, quận Ân Dương bị ngập và nhiều cây cầu ở thị trấn Hưởng Than, huyện Bình Dương đã bị cuốn trôi. Tính đến 14 giờ 30 ngày thứ Ba, tổng cộng có 67 thị trấn và làng mạc ở 5 quận huyện, các khu phát triển kinh tế của thành phố Ba Trung đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tình hình về lũ lụt vẫn đang tiếp tục được thống kê. Vào lúc 17 giờ hôm thứ Ba, Văn phòng Bộ Chỉ huy Thảm họa địa chất thành phố Ba Trung đã ban hành cảnh báo khẩn cấp màu vàng và màu cam đối với thảm họa địa chất. Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán khẩn cấp đã thực hiện các biện pháp ứng phó để kiểm soát lũ lụt cấp độ 3. Một số cư dân mạng ở địa phương đã đăng trên Weibo vào tối ngày thứ Ba rằng họ đã bị cắt điện và nước. Thưa quý vị, truyền thông địa phương đưa tin, hôm thứ Bảy tuần trước đã có ít nhất 39 người mất tích sau những cơn mưa dữ dội kéo theo một trận lở đất lớn ở thành phố Quảng Châu, một thị trấn nghỉ mát ở ven tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc, trong nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. quân đội Trung Quốc đã điều động một đội cứu hộ khẩn cấp đến thành phố này để tham gia cùng lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để ứng phó với thảm họa này. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông Hoàng Khôn Minh cho biết, tỉnh này đã xác nhận có ít nhất 39 người hiện chưa rõ tung tích và con số này có thể tăng lên. Vụ sạt lở đất được cho là xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng, dường như đã xảy ra nhiều lần, nhanh như một chiếc ô tô. Đoạn phim ngắn từ đài truyền hình công cộng NHK cho thấy dòng nước lũ bùn màu đen mạnh mẽ trượt xuống sườn núi, làm đổ và phá hỏng các ngôi nhà và cuốn trôi ô tô trên đường đi. Một đoạn phim cũng cho thấy một phần của cây cầu đã bị sập. Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lở đất, quận Hải Châu bao gồm các suối nước nóng, khu dân cư, phố mua sắm và ngôi đền nổi tiếng. Ông Văn Quốc Huy, thị trưởng quận Hải Châu nói rằng hàng chục ngôi nhà có thể đã bị chôn vùi. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những chiếc ô tô bị ngập một phần, các nhân viên cứu hộ đang trèo qua vùng nước cao, mang thắt lưng bằng một chiếc bè cứu sinh nhỏ. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành cho một khu vực rộng lớn bao quanh nơi xảy ra sự cố. Lượng mưa trong khoảng thời gian từ 48 giờ trước khi thảm họa xảy ra lở đất là 315 mm, vượt xa mức trung bình hàng tháng ở Hải Châu là 262,5 mm. Nhật báo Asia cho biết, trích dẫn từ dữ liệu cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơ quan này cảnh báo người dân ở các khu vực xung quanh cần đề cao sự cảnh giác trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt vẫn tiếp diễn xảy ra. Có khả năng xảy ra nhiều vụ lở đất hơn, ít nhất hơn 30 địa điểm ở 5 tỉnh, bao gồm cả Quảng Đông, đã lập kỷ lục mới về lượng mưa trong khoảng thời gian 48 giờ vào tháng này. The China Times lưu ý. Kính thưa quý vị, mùa mưa đang gây ngập lụt cho các thành phố lớn của Trung Quốc, dẫn đến thương vong hàng loạt cho thường dân và tàn phá tài sản trên diện rộng. Thông tin về lũ lụt và các thảm họa khác ngày càng khó tìm kiếm khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt bất kỳ nội dung nào mà chế độ này cho là chứa năng lượng tiêu cực. Tính đến nay, Trung Quốc đã thông báo có 33 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, 18 người mất tích. Nhưng các video do người dân địa phương ghi lại cho thấy con số còn cao hơn nhiều. Trong khi đó, cư dân mạng của Trung Quốc đã lên mạng xã hội yêu cầu nhà cầm quyền tiết lộ số người thiệt mạng thực sự. Trong các nỗ lực cứu hộ gần đây, các thi thể đã được tìm thấy trong một đường hầm ngập nước của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất tính đến nay, đó là thành phố Trịnh Châu. Trịnh Châu là nơi sinh sống của hơn 12 triệu người và là thủ phủ của tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc. Trong khi nhiều địa phương yêu cầu sự minh bạch, thì nhà cầm quyền đang bận rộn thúc đẩy cái gọi là chương trình tuyên truyền năng lượng tích cực. Nội dung đó bao gồm những nội dung ca ngợi các quan chức của Đảng, quân đội và các nỗ lực giải cứu, đổi lại các nhà kiểm duyệt trực tuyến đã nhanh chóng xóa bỏ bất kỳ nội dung nào được cho là mang năng lượng tiêu cực, chẳng hạn như cảnh quay do người dân địa phương ghi lại sự tàn phá và kêu gọi trách nhiệm giải trình chính thức. Trong vài ngày qua, các video về sự tàn phá đã lan tràn trên mạng xã hội của Trung Quốc, khiến cho các nhà kiểm duyệt phải nhanh chóng hành động. Các đoạn video cho thấy hàng trăm chiếc xe hơi bị mắc kẹt bên trong một đường hầm cao tốc ở Trịnh Châu bị ngập lụt trong nước lũ. Thi thể của một số tài xế và hành khách vẫn đang bị mắc kẹt bên trong những chiếc xe này. Theo lời kể của những người còn sống sót hôm thứ Ba cho biết, chỉ có 5 phút thôi là nước đã tràn vào ngập hết cả đường hầm, ngập sâu tới gần 6 mét, trong đường hầm dài 4,3 km. Trang truyền thông tư nhân Tao Ti Ao của Trung Quốc dẫn lời một nữ tài xế họ Jiang cho biết, nước dâng lên quá nhanh, cơ hội sống sót chỉ còn lại trong cao tốc. Trong khi lực lượng cứu hộ đã rút hoàn toàn nước lũ lụt trong đường hầm cao tốc, hàng ngàn người dân ở Trịnh Châu đã tập trung xung quanh và quay phim quá trình này. Tuy nhiên, khi những chiếc xe ngập nước bắt đầu lộ ra sau làn nước đục mờ chưa được rút hết, cảnh sát đã đuổi những người đứng xem đi và phong tỏa các đường phố ở gần đó. Những video được quay từ tòa nhà ghi lại cảnh những người cứu hộ đang đưa những thi thể ra khỏi đường hầm. Trong các video clip được lan truyền trên phương tiện truyền thông hôm thứ Năm, có những tiếng than khóc như thật là kinh khủng khi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi thật choáng váng khi nhìn thấy điều này xảy ra, thật là khủng khiếp. Kèm theo đó là hình ảnh đáng sợ về sự tàn phá của lũ lụt. Tuy nhiên, những tiếng thở than buồn bã như vậy đã bị các nhà kiểm duyệt đánh dấu là mang năng lượng tiêu cực và bị xóa bỏ. Nội dung khác về sự bất lực, căng thẳng và đau khổ của mọi người, cùng với những lời kêu gọi công khai minh bạch về thảm họa cũng nhận được sự đối xử tương tự. Một nhân viên của công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu do nhà nước điều hành đã đăng trực tuyến một tài khoản về nguyên nhân các đoàn tàu bị ngập nước và mắc kẹt trong nước lũ hôm thứ Tư. Theo nguồn tin từ Trung Quốc, tai nạn này đã khiến nhiều người bị thiệt mạng. Người nhân viên này nói rằng thiết kế của hệ thống tàu điện ngầm cho phép nó hoạt động an toàn, nhưng các nhà quản lý của công ty không muốn chịu trách nhiệm, họ cũng không muốn dừng hoạt động của tàu điện ngầm sớm hơn khi nguy cơ lũ lụt trở nên rõ ràng. Nhân viên này cho biết, khoảng 500 hành khách đã bị mắc kẹt trong những chuyến tàu bị ngập nước. Nhiều người đã quay các video và chia sẻ chúng trên mạng, khẩn cầu sự giúp đỡ. Nội dung này nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, nhưng tất cả đều bị gỡ bỏ sau vài giờ. Trong khi đó, thông tấn nhà nước Trung Quốc không đưa tin nào liên quan đến tử vong. Thay vào đó, thông điệp của họ là Trung Quốc đã dẫn dắt người dân Trung Quốc chiến thắng lũ lụt. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.